vị thi sông bút tổ bàm prop tử cư nơi công phong phai khá bà rốt thất nơi trong bộ bí rủ xí ai môn mô hà sa môn Pacific châm ngay bàm bây bốn bây rơi km kháng cao bí rốt thê ni mô sku. Bước chân nơi công phai ni ánh đại miên sá thà ni kháng stop tục bệnh. Đại mục tốt ấy lời, ta anh đặt tam rốt tế phương tiàng cấp bún tiàng cấp bún. Môn nâng tốt vía tam cấp bà. Đặt tư căn bà rốt tế chế phốn sá hà rốt em rê chế đàm. Xâm rắp bà rốt tế chấn, cư miên bằng hô tam bàm phong khả nánh. Bài chênh bị xài bằng phụng cú nơi đồng bọn xì bì rì nục. Ông bị xài bằng phụng chmua đồng bọn xì bì rì kháng cao tư căn mô hà sa mốt Pacific. Cứ việc trời bàn rù xì chạp đàm xong lăng trong chân năm bì bọn pram. Lúc trong chân năm bì bọn pram bùn, cầm nát tì mùi rô bà vỉa bàn trời xong rùi xa rạch bạch, hỏi đã ôi đồng nà cả. Cầm nát tì mùi ní miên bà vành bì bọn pram bì rôi kìlômét. Việc bài chênh bì ăn đồn bà rình, trong khát y cút châm ngài pram bọn bì rôi kìlômét kháng cao bì Moscú. Rồi hốt đọc rộng Skovorodino, rùi bí tí nụ anh, đại miết bằng phung khả nánh bài chánh tới căn Pratichan. Còn nát tí bí này xài bằng phung chmua đồng bọn xì bì kháng cao tới căn Mô Hà Sa Mọt Pacific. Đại xong phút ngay này, miếng bảo vệnh bí bốn 60 km. Cứ việc bài chánh bí rộng Skovorodino, tới căn rộng phái khá bà rốt tạm đồng. Đối chân này, xài bằng phung chmua đồng bọn xì bì kháng cao tới căn Mô Hà Sa Mọt Pacific. Đại hai cắt thả VSTO miền bảo vệnh xa rốt 4,560 km. Cả sang song viết bán đâm râu ở châm nay ở 10,600 liên đô la Amerik. Và cho bọn, xa mắt tập hiếp bằng hồ rồi bỏ vía, cứ 30 điên tàu nó không mùi chạm. Cả đó bị đạc bấm nát tỷ phí, ở đâm nào cả, xa mắt tập hiếp bằng hồ này, tam bảo sát lưu Putin, nâng cao lần 15 liên tàu tiệt, rồi hốt đó 45 liên tàu. ប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីសង្កត់ធ្ងន់ថាគឺក្នុងឆ្នាំ2012នេះទៅហើយដែលមានប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងនៃតំបន់អាស៊ីមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបែបយ៉ាងជប៉ុនចិនសហរដ្ឋអាមេរិកហ្វីលីពីនកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីទិញប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីហើយការដែលកំណត់ទី2នៃខ្សែបំពង់ VSTO លូននោះឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទៅហើយ វានឹងពង្រីកទំហំនាំចេញនៃឥន្ធនៈរុស្ស៊ីនេះលោកពូទីនថែមទាំងប្រកាសទៅផងថាប្រេងដែលនាំចេញតាមខ្សែបំពង់នេះជីកបាននៅតំបន់ស៊ីបេរីខាងកើតនិងមានឈ្មោះលឺទីផ្សារអន្តរជាតិថាប្រេងម៉ាក់ VSTO បន្ថែមទៅលើប្រេងម៉ាក់យូរ៉ាល់ស៍និងម៉ាក់ប្រេនស៍ដែលរុស្ស៊ីតែងលក់មកទល់ឥឡូវពីខ្ញុំកែវឆាយ៉ាមូស្គូ RFE